Xin chào các bạn, hôm nay VN xin giới thiệu đến các bạn cách backup dữ liệu lên Google Drive. Đầu tiên các bạn tải phần mềm backup SQL, backup NFTP. Các bạn kích vào đường link. Sau đó các bạn kích vào nút tải về. Đây trong máy tính của mình đã có bộ cài. Khi tải về thì có một file nén đó là backup database, thì các bạn chỉ cần giải nén ra thư mục là backup database, sau đó chạy file chạy SQL back setup. Các bạn chọn đấy. Nên tiếp đó. Và nó chọn intro. Này các bạn đợi trong giây lát để tiến hành cài đặt. Các bạn mở sẵn cái file nó biết có chứa key. Các bạn sẽ copy cái key này. Đến lúc này các bạn chọn Next tiếp. Có thể để biểu tượng ra ngoài desktop thì các bạn click vào click desktop icon, sau đó chọn Finish. Lúc này thì sẽ đến bước đó là khởi động phần mềm SQL Backup. Sau khi ra cái màn hình như này thì các bạn sẽ điền thông tin kết nối đến cơ sở dữ liệu phần mềm. Ví dụ là bạn ở trên local của máy tính thì ở đây nó là local server name. Thì các bạn điền user password, đây là VNONI admin. VNONI là IMDA. Sau đó các bạn click save. Khi ra cái mục này thì các bạn chỉ cần tích vào vnonly-inv là để kết nối đến database, sau đó chọn đến mục để đăng ký key, đó là kích vào help, sau đó chọn license key thì các bạn paste key các bạn vừa copy vào, sau đó các bạn kích upgrade. Có key này thì chúng ta mới tích hợp được đến việc đẩy dữ liệu lên Google Drive. Còn nếu mà các bạn không có cái đấy thì cái bản ban đầu nó sẽ không có tích hợp đến Google Drive. Thì bước đầu tiên là các bạn sẽ đặt một thư mục backup đến máy tính. Thì các bạn chọn backup destination. Đầu tiên đó là chọn local, là tạo một thư mục backup ở trong máy tính. Tức là mình có thể sao lưu vừa trên máy tính và vừa đẩy dữ liệu lên Google Drive. Thì tại cái mục Auto Delete After này thì các bạn có thể để là không, tức là không này, sau đó đến None. Đây tức là ở đây các bạn đặt xóa sau bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng. Thì đây mình hay đặt là thường khoảng 1 hoặc 2 ngày thì các bạn có thể để chế độ là 2 ngày chẳng hạn. 2 ngày thì nó sẽ tự động xóa file cũ đi. Thì vì cái file backup này sẽ lưu theo ngày giờ. Ví dụ hôm nay là ngày 10 tháng 6 thì có file ngày 10 tháng 6 thì mình sẽ đặt chế độ backup là xóa đi các file cũ của file cùng ngày 8, 9 chẳng hạn. Thì đây mình sẽ chọn là khoảng 2 ngày. Sau đó các bạn tìm chọn đặt đường dẫn đến thư mục mà cần backup. Thì thông thường khi mà cài đặt phần mềm VNONI thì có hay để ở ổ D và ổ E, sau đó các bạn tìm đến cái thư mục là VNONI-SIG. Trong VNONI-SIG thì có thư mục data, chính là cái dữ liệu của mình. Đấy, các bạn kích vào data. Sau đó các bạn, ví dụ data này các bạn chỉ cần tạo một folder mới.
Các bạn có thể ghi là backup bnrg. Sau đó các bạn nhấn OK. Rồi các bạn kích vào Save and Close. Bước tiếp theo là các bạn đẩy thông tin, đẩy dữ liệu lên Google Drive bằng cách kích vào em backup tiếp. Sau đó chọn đến mục Google Drive. Thì ở đây cần xác nhận đến tài khoản Google Drive của các bạn. Thì các bạn có thể kích vào Authorize. Thì lúc này nó sẽ tự động ra đường link đăng nhập vào Gmail. Nếu mà các bạn đang để Gmail thì nó sẽ nhảy luôn ra cái thông tin của Gmail. Còn nếu chưa có thì các bạn điền Gmail của các bạn vào và điền user password. Sau khi điền thông tin mail thì sẽ có đến cái bước cuối cùng. Đó là có thông báo cho phép SQL Backup FTP. Thì các bạn kích vào cho phép. Thì lúc này các bạn copy cái mã này vào. Copy mã. Rồi các bạn quay về cái phần mềm đang chạy. Đấy, có cái mục đó là Authorization Code. Thì các bạn paste code vào đây. Sau đó các bạn kích OK. Sau đó các bạn đợi trong giây lát. Thì lúc này các bạn có thể đặt tên thư mục để thư mục này sẽ xuất hiện trên Google Drive. Ví dụ là backup bnrg chẳng hạn. Bnrg. Sau đó các bạn chọn Save and Close. Như vậy là công việc backup đã được tạo ở thư mục. Trong thư mục data, và cái quan trọng nữa đó là lưu lên Google Drive để tránh phòng trường hợp đó là virus, bị virus chẳng hạn, thì những cái file backup mà các bạn lưu ở trong local hoặc là cái dữ liệu các bạn đang sử dụng có thể bị virus làm hỏng, nó bị mã hóa thì sẽ không sử dụng được dữ liệu đấy. Thì các bạn chỉ cần vào Google Drive lấy những cái file backup đã được đẩy lên trước đó để có thể sử dụng lại cái file backup đấy. Và cái quan trọng nữa, các bạn có thể đặt cái schedule zip job này. Các bạn có thể kích vào đây để thiết lập cho cái công việc đó là việc full backup. Backup theo thời gian của Malo. Thì thông thường trong một ngày các bạn nên có thể để backup khoảng 4-6 tiếng một lần. Còn nếu mà để 24 giờ một lần, tức là một ngày nó chỉ sinh ra một file backup thôi. Thì nếu mà ngày hôm nay mà bị mất dữ liệu chẳng hạn, thì ngày hôm nay bị virus chẳng hạn, thì các bạn chỉ lại lấy lại được cái dữ liệu của ngày hôm trước thôi. Tức là các bạn sẽ bị mất dữ liệu hoàn toàn của ngày hiện thời. Nên là có thể đặt backup khoảng 4 tiếng hoặc 6 tiếng một lần. Đây là cái số tiếng này. Đấy, các bạn đặt thì các bạn sẽ kích vào đây. Thì ở đây nó sẽ diễn giải ra cái thời gian. Ví dụ tại cái thời điểm này mình đặt 6 tiếng thì nó sẽ rơi vào lúc 10 giờ này. Sáng này, xong 4 giờ chiều này. Xong rồi 10 giờ này. Thì trong cái thời gian đặt sẽ có những khoảng thời gian backup thì nó không hợp lý lắm, tại vì nó vào ban đêm hoặc sáng sớm và có thể lúc đấy máy tính không bật. Nhưng mà kệ, sẽ có những cái khoảng thời gian mà mình cần, ví dụ như thời gian 4 giờ chiều chẳng hạn hoặc 10 giờ sáng. Đấy. Sau đó các bạn kích vào Save and Close. Lúc này các bạn có thể bấm Run Now để chạy thử xem là cái việc thiết lập backup đã thành công chưa. Khi bấm vào Run Now thì ở đây cái công việc thực hiện đó là backup đẩy dữ liệu vào thư mục data. Sau đó thì sẽ kết nối đến tài khoản Google Drive và đẩy lên cái thư mục mà các bạn đã vừa tạo bước trước. Sau khi mà có thông báo là job finish, hoàn thành tất cả màu xanh, tích xanh như này thì là công việc backup đã được xong. Thì bây giờ các bạn có thể kiểm tra. Thứ nhất đó là kiểm tra ở trong thư mục backup của các bạn. Chọn protein. Open file location. Thì lúc này các bạn chọn đến thư mục VNNSIC. Trong thư mục VNNSIC có thư mục data. Và đây có cái backup VNNSIC mà vừa rồi mình thiết lập, mình có tạo ra. Thì các bạn chỉ cần kích vào file thư mục backup VNNSIC này thì sẽ có một cái file nén mà các bạn vừa rồi các bạn bấm run now vào thời điểm đó là 9:50 AM đúng không ạ? Đấy, thì ở đây nó sẽ có khoảng thời gian 2017/06/10, tức là thể hiện theo VNNSIC chữ INV là tên dữ liệu này, sau đó đến năm, rồi đến tháng, sau đó đến ngày, và 09:50 đấy thể hiện là thời gian, tức là vào lúc 9:50.
Cái quan trọng nữa là các bạn cần kiểm tra tài khoản online ở trên Google Drive thì các bạn đăng nhập vào Gmail của các bạn. Thì ở mục Gmail này thì các bạn chỉ cần kích vào cái ứng dụng Google này thôi. Thì có tích hợp sẵn Google Drive ở đây thì các bạn bấm vào biểu tượng Drive. Các bạn đợi trong giây lát. Thì ở đây nó sẽ hiện ra cái thư mục mà các bạn đã đặt backup. Thì đây là thư mục mà backup DNI mà vừa rồi có thiết lập trong cái công cụ backup này. Và lúc 9:50 thì các bạn có thể click vào đây. Đã được lưu ở trên đây. Thì trong trường hợp nếu mà máy tính có bị virus thì nó chỉ hỏng những cái file ở trong lưu ở trong máy tính này thôi. Đấy. Khi mà cài đặt phần mềm thì có một cái thư mục đó là data thì có chứa cái file dữ liệu. Và thư mục backup này thì giả sử nếu có bị virus thì nó sẽ bị mã hóa và bị hỏng những cái file ở trong này. Thì lúc đấy ta có thể lấy lại cái file backup vào trong tài khoản này. Thì các bạn sẽ phải cần nhớ cái Gmail của các bạn. Đó. Thì ở bước thiết lập thì có đặt là sau 2 ngày sẽ tự động xóa file. Thì ví dụ đến ngày 10, 11, đến ngày 11 thì nó sẽ tự động xóa file ngày mùng 9 và ngày mùng 10 đi. Đó, thì khi đấy thì tài khoản của các bạn nó sẽ không bị đầy, không chứa dung lượng. Nên là nhớ cái bước là đặt tự động xóa sau khoảng thời gian khoảng 1-2 ngày. Sẽ tự động xóa các file của ngày cũ đi. Sau khi thiết lập xong các bạn nhớ lưu lại. Nếu các bạn không lưu thì những cái gì mà các bạn vừa thiết lập sẽ không có. Thì coi như là việc tự động chưa được thiết lập. Đấy, các bạn chỉ cần bấm vào chữ Save. Như vậy là công việc backup đã xong. Như vậy vừa rồi VNONI có hướng dẫn xong cái công cụ backup dữ liệu đẩy lên Google Drive để phòng trường hợp mà bị virus hoặc là máy tính bị hỏng ổ cứng. Đấy, mà các bạn có thể truy cập lại vào trang web hướng dẫn của phần mềm VNONI, đó là trang www.phanmembanhangvnoni.com. Sau đó có tìm đến mục cách backup dữ liệu phần mềm bán hàng. Thì đây có sẵn cái file setup và sau đó sẽ có cái file video bên dưới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi ạ.